Yo, hello anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái nội dung mới về tựa game GGG, cái hành trình chơi mỗi ngày, phát hiện gì nữa. Thì hôm nay có vài thay đổi liên quan tới Bieber ha. Có một cái vài cái sự kiện diễn xảy ra khiến cho mình bị quay xe. Bieber là mình đắp và mình phải suy nghĩ rất là nhiều luôn. Bây giờ 50 rồi mà sau này lên 60 nuôi nữa thì tốn tài nguyên lắm. Nhưng mà để hiện tại cũng cảm giác như không ổn. Hôm nay á, thì trong quá trình mình đi quay pano thường á, kiểu như mình làm nhiệm vụ cho mấy cục thường mình quay, thì mình ra thêm một con Bieber, thêm một con nữa, thành ra Cung Binh 1. Cung Binh 1 này á, nó sẽ gọi là nó tăng cái tầng động lực lên 30 tầng. Khi mà mình xoay chiến kỹ hoặc là siêu chiến kỹ á, thì mỗi tầng động lực nó sẽ cho mình 3% hiệu suất tích lũy dị thường, tức là làm mau làm đầy cái vòng tròn lên. Thì tuy Cung Binh 1 nó không có ảnh, nó không có ghi gì tới sát thương, nhưng mà thực tế nó ảnh hưởng tới sát thương rất là nhiều, nó ảnh hưởng gián tiếp. Thì khi mà tốc độ tích lũy dị thường lên cao á, tức là vòng tròn để cường kích nó nhanh xảy ra hơn, thì tức là mình gây được nhiều đam hơn. Bây giờ một cái chiêu E bình thường không có năng lượng mình quay là nó nổ cường kích rồi, và nếu mà mình siêu chiến kỹ á, nhiều khi nó nổ tới 2-3 lần cường kích luôn, thì dẫn tới đam nhiều hơn. Cho nên là khi mà lên Cung Binh 1 mình thấy nó mạnh hơn khoảng 30-40% lúc mình test trong cái tháp. Thì cái chuyện này làm cho mình bị phân vân, mình không biết là tại vì có thể là do quái trong tháp nó level cao quá, cho nên bây giờ đang bị gọi là mình đang bị penalty, giống như mình đánh phượt cấp á, thì bị trừ đam. Cho nên mình nghĩ là vẫn phải chờ thêm chút nữa. Đó lý do tại sao hôm nay mình cũng có hơi xu hướng quay xe. Mình lại tiếp tục đi farm di vật cho Bieber và hoàn thành cho nó nguyên bộ đồ luôn. Hôm qua là tính bỏ rồi, không sửa, nhưng mà hôm nay sửa luôn. Đầu tư vô quay cho kiếm cho nó cái đĩa sát thương vật lý 30% nữa. Đó bây giờ có thể nói là Bieber của mình là đồ là đỉnh nha, đỉnh của chớp nha. Nói chung là maximum hết, chỉ đợi level 60 thôi là max farm. Tới lúc đó mà đánh vẫn còn vất vả thì có lẽ là mình bỏ sẽ không có tiếc nuối gì nữa ha. Rồi, bây giờ trước khi vô đánh thực tế cho anh em coi, cùng nghiên cứu coi con Bieber như vậy nó ổn chưa. Thì mình sẽ, trước khi vô đánh thực tế mình sẽ tin tức cái. Anh em nào nôn, kiểu như muốn biết dính lần Gen Zero những ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra. Thì đầu tiên là cái, mấy hôm nay mình thấy mọi người hay hỏi nhiều nè. Nhân vật Yuuzhan chừng nào ra. Thì hôm nay mình thấy nãy mình lên web mình coi thì nó bảo là 24 tháng 7, ngày hôm nay là ngày 22 ha, vậy là còn 2 ngày nữa là thứ ba, giờ là thứ tư 24 tháng 7 thì Yuuzhan sẽ ra mắt. Bên cạnh ngoài con nhân 5 sao là Yuuzhan thì sẽ có 2 con 4 sao, đó là gấu Ben với lại Nico. Quên sẵn đây mình nói vụ gấu nha, con gấu rất là mạnh anh em, rất là mạnh, đam rất là to, tuy biểu phòng thủ nhưng đam nó to lắm. Nhất là cái phản kích chi viện nó đang cực kỳ lớn luôn. Thì nếu anh em nào mà chơi chiến binh 11 á, thì có thể suy nghĩ, có thể là cho nên nếu mà anh em nào mà chơi chiến binh 11 thì cứ tự tin nuôi gấu đi. Gấu đi Lucy, đi chiến binh 11 đánh rất là đã. Bữa hôm trước thì mình thấy phòng thủ mà gặp là hệ cái khiên nữa, nhà mình cần chón khống chế, là tự nhiên ai đâu chơi hệ phòng thủ làm gì, không có chón. Nhưng không, tới khi mình nuôi lên quýnh đã thiệt, đam to rồi lại búp tỷ lệ một kích 18%. Trời ơi, về chiến binh 11. Rồi tiếp theo một cái chuyện mà anh em cũng hỏi mình rất là nhiều là liên quan tới việc xả nhựa. Nhiều bạn thì không có xả nhựa nhưng mà rất là khoái, rất là tò mò muốn biết xả nhựa như thế nào ha. Thì mình đã có quay lại nè, trong quá trình mình đánh ngày hôm nay là mình bắt đầu với lại 7.500 điểm kinh nghiệm. Thì mình xả, người như mình xả theo kiểu là xả mát luôn, phải cắn tới khi mà không cắn được nữa, cứ lại lần nữa, cứ thế cắn để coi lên bao nhiêu. Rồi 70% rồi. Nói chung là cứ 1.000 mình xả 100 nhựa thì bằng 1.000 ẹp. Cứ thế anh em tính tới. Chuyến mình đi là mình đi 100 nhựa. Phim màu á, thì mình xả lúc bên tới cuối ngày hôm nay, xả tới cái phần 200 phim màu luôn nha. Mình xả 200 phim nhà màu là cái nấc cuối cùng á, 200 phim màu mua được 60 nhựa. Thì nó lên được khoảng nửa cấp. Nói chung là từ cấp 46 lên 47 mất 2 ngày. 47 lên 48 mất 2 ngày. Qua dịp này nữa. Giờ mình đi làm nhiệm vụ lật giặt cái là lên 48 rồi, là có thể là ngày mai là mình sẽ lên 48.5. Còn ai không cắn nhựa thì sẽ lâu lắm. Thí dụ anh em cứ tính 14.000 mà một ngày nó cho anh em như 240 nhựa quy ra là 2.400 ẹp, cứ thế thôi. 240 nhựa bằng 2.400 ẹp thì mất bao nhiêu, lấy 14 chia 2.400, chắc phải 5-6 ngày anh em mới lên được một cấp. Còn nếu cắn thì chỉ có 2 ngày thôi, là từ 47 lên 48 ha. Đó là cái dù ẹp knock, mình cắn cái đà này và chắc mình mất khoảng 3-4 ngày nữa lên 50. Tới đó thì không cắn nữa, mình lên 50 thì mình sẽ được phép nuôi nhân vật lên 60. Lúc đó nhân vật sẽ ở trạng thái mạnh nhất,
Rồi bây giờ vô quýnh quýnh tháp ha. Mình sẽ demo cho anh em coi cái con Bieber mới sửa ngày hôm nay. Con Bieber này là mạnh hơn con Bieber hôm qua. Tại hôm nay mình đã sửa, mình mix với hai món vật lý rồi, hôm qua không có. Hiện tại mình đã đi tới tầng 15 của La Hàng. Cái tháp á, cũng như một cái siêu đỏ đi tới tầng 15 mày. Rồi. Anh em coi 9011 của mình luôn nè. Hiện tại mình cũng đã hoàn thiện lại cái kỹ thuật đốt cao tờ này. Ồ, con gấu hai mấy ngàn. Thông thường bây giờ mình sẽ không có đốt cao tờ lung tung nữa. Mà thông thường á, mình sẽ cho con 9011 đứng sân. Nếu mà con quái tự lực á thì mình sẽ chuyển qua con gấu. Lúc đó mình nâng chiêu đột kích chi viện của con gấu rất là cao lên vào chính rồi. Con gấu xong cái mình chuyển là 9011 đi đánh tiếp. Chứ mình không có chuyển, không có tập trung vô để tụi support nó berry nó lót cầu tờ quá nhiều. Vẫn cố gắng duy trì cái tần suất đứng sân của đi bớt ha. Gấu vô berry chi viện xong, chuyển chuyển về con 11 lẻ. Hôm nay là mình đã cải thiện lại phần đó. Hôm qua là mình cứ berry tới thôi, gấu mà bị tụ lực thế mình chuyển qua Lucy, Lucy tụ lực thì mình chuyển qua theo tuần hoàn. Nhưng không, hôm nay là dành thời gian cho 9011 nha. Nó cố gắng đứng sân, mấy con kia đó gấu xong đi ra luôn, không đợi tụ lực gì cả đó. Đó, hôm nay là mình đánh khác qua chỗ đó và mình thấy nó hiệu quả hơn. Và khi mà mình nhìn kỹ cái lối chơi này á, mình phát hiện điều gì? Mình không cần phải nuôi lung tung skill, không cần phải support nuôi đọc cái chi viện hay là nâng chiêu né quá nhiều. Thì mình canh cái chiêu nào mình xài nhiều thì mình nâng. Thí dụ như con gấu mình phải nâng cái gì, cái đột kích chi viện, chứ mình không có nâng đốt cầu tờ né. Con gấu mình không có nâng cái chiêu mà gọi là né tấn công phản kích đó, tấn công khi né đó, con gấu chỉ vô nó đột kích chi viện thôi. Rồi xong đột kích chi viện xong cái mình chuyển thủ công, mình chuyển lẹ qua bên chiến binh 11 tiếp. Chiến binh 11 cứ đứng sang đánh, nếu mà có tụ lực thì mình cho con gấu vào đó. Cái này mình đánh nè, nó có phèo rồi. Lucy ra lẹ luôn, vô là ra luôn chứ không có đợi boss tụ lực, không có đánh tới cầu tờ của Lucy luôn, chỉ 11 thôi. Lúc này mà quái tụ lực thì mình sẽ đốt cao tờ của 11 và cho đột kích chi viện của gấu vào. Nó học. Rồi đi ra luôn, ra lẹ. Vô 11. Chém chịu e. Tại vì hôm qua mình ham, kiểu như ham ham làm cái trò parry quá nhiều. Lại mới tập được khoái, nhưng mà khi mình đánh thực tế mình phải tinh chỉnh lại. Dù gì thì cái con đi bớt vẫn là con được nuôi nhiều nhất, phải tập trung vô nó thôi. Lúc này là nó ăn hai đòn á, làm cái trò đó là con 9011 quýnh cái đốt cầu tờ, con gấu nó quýnh cái đọc cái chi viện, hai cái ăn lượt. Nó có kỹ thuật nha. Rồi đánh lẹ đi xuống dưới tầng dưới coi con Bieber mới. Bieber mới sửa hai món gì vật. Chọn thêm 30% sát thương vật lý. Với 10% xuyên giáp. Rồi, vô. Nó tụ lực là mình chuyển gấu liền. Quất gấu vô, gấu 21 gì. Nói chung nhiều, hơn 20 ngàn đam. Xong rồi. Hiện tại là coi như là phần 11, phần cái team này mình đã thấy ổn lắm rồi. Ổn trong cách build cho tới cách chơi. Sắp tới mình sẽ không có tinh chỉnh như cái đội hình này, mà chỉ điều chỉnh cái team phía dưới thôi. Đấy. Anh thấy không? Khi mà có cái em nhìn đây nè. Khi mà có cái mộng mở, cái mộng bây giờ nó xoay 30 tầng động lực nè. Đó, 30 tầng. 30 tầng thì nó tích lũy rất là nhiều, rất là nhanh, 100 và sửa thành 30% dùng cái số 5 là số thương vật lý nó mạnh hơn. Hôm qua đánh được 100k, hôm nay đánh được 104 luôn, mạnh hơn.
là Bieber này, là mình có bảo mình mít xuyên giáp này, mít tấn công này, nhưng mà cuối cùng là cái món số 5 dòng chính phải là vật lý ha, vật lý cộng 5 nhiều. Và cái quan trọng là cái món số 5 mà vật lý thì nó giúp những cái đòn đánh thường của Bieber nó cũng mạnh hơn chút xíu. Ồ, cái đó 200 ngàn quá. Mấy con lít. Rồi, cái bài đó counter của cái nói chung là cái trick, mình không biết cái trick đó gọi gì. Vừa né tránh mà vừa vào berry á, berry và né tránh cùng lúc, mình dùng từ là berry và né tránh cùng lúc ha, thì cũng áp dụng, nhưng mà trong trường hợp này mình chủ yếu là mình áp dụng, mình nâng cho con sói thôi. Con sói sẽ là con phải nâng cái đột kích chi viện rất là cao, tại vì thời gian đứng sân của Bieber cũng nhiều, mà Bieber mà bị đánh tụ lực đó là mình sẽ chuyển con sói cho nó uống chi viện. Cơ bản chơi team này thì Bieber đánh đứng sân là chính. Sói thì chữ nào mà thấy nó có khiên hay gì á mới cho sói vào. Corin này mình cũng build xong rồi, nhưng mình thấy sức mạnh của Corin nó cũng hơi bị giới hạn. Quýnh đam đôi mục tiêu cũng không quá to, mà quýnh lan này lại rất là tồn. Đó. Lúc này là cho Bieber xoay, xoay trúng hai con quái nhỏ. Trong một lần xoay nổ hai lần cường kích á. Có mình một mới được vậy, lúc trước chưa có mình một đâu được. Nổ vô đá. Không có ít nổi A này. Nhưng thôi tới khúc này là đâu còn ít. Phải đợi. Level mình còn thấp hơn quái cái bị nó. Mình không biết nó trừ bao nhiêu mà mình nghĩ là nó trừ mình không chắc là nó có trừ bullet dam hay không, tại vì thấy dam, dam hiển thị là đúng á. Dam mình vẫn mạnh. Để coi mai mốt mình đang lên 60 vậy. Nếu mà cái lên 60 mà đánh cái tầng này mà con Bieber đánh được nổ cường kích 200 ngàn, hơn 200, hẳn 200 ngàn đi, là coi như chấp nhận được, có thể nghĩ tới việc là lấy ít, lấy hẳn hết. Một đam 100 ngàn, lâu lâu được 150 thì cũng còn hơi thiếu, đúng cực. Nói chung trong quá trình đánh thì bây giờ mình đã, nói chung combo của mình, cái thao tác là ổn rồi đó, chỉ là đam thôi. Đam nó không đạt, nó vất vả, nó lâu lắc. B luôn rồi. Anh em thấy sao? Cùng ngồi phân tích ha, đam như vậy được chưa? Đam ổn luôn. Có lẽ là do thua level. Bị thua level, bị trừ bonus đam cho nên không có thấy cái sức mạnh thực sự của Bieber khi mà build hoàn chỉnh. Có những cái phần build là được hoàn chỉnh, không chỉ lên level thôi. Nữa ở khi mà mình lên 60 ha, chắc nay mình 47 rồi. 47 2 3 tới 4 ngày nữa mình lên được knock 50. Knock 50 thì sẽ up 60. Lúc đó mình sẽ quay trở lại dùng Bieber đánh cho anh em coi cái phần đó. 60 game này thì 60 là mát rồi. Vậy là mình cũng như cũng chốt kèo con Bieber luôn ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.